Thông tin về sức khỏe của các nạn nhân trong vụ sập biệt thự cổ ở Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Một ngày sau khi xảy ra sự việc, những nạn nhân bị thương được cấp cứu tại hai bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai đã dần bình phục, mọi chấn thương đã được kiểm soát. Bệnh viện Bạch Mai, nơi có hai nạn nhân vụ sập biệt thự cổ số 105-107 Trần Hưng Đạo, được đưa vào cấp cứu. Theo các bác sĩ, sau khi sự cố xảy ra, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận hai nạn nhân là chị Nguyễn Thị Huyền, 25 tuổi và bà Nguyễn Thị Tiêu, 69 tuổi. Nhận định ban đầu, chị Huyền bị thương nhẹ ở phần ngoài da, còn bà Tiêu bị chấn thương ở vùng hàm mặt, gãy xương đòn vai trái, chấn thương vùng mu chân. Sau thời gian điều trị, đến nay sức khỏe của cả hai bệnh nhân đều đã được bình phục. Tất cả những cái chấn thương đó đã được chúng tôi sơ cứu và cho bệnh nhân nhập viện để điều trị. Trong ngày hôm nay thì theo như chỉ đạo của giáo sư Trần Hiếu, học trưởng khoa, bệnh nhân vẫn được tiếp tục phải theo dõi chặt chẽ và làm các cái xét nghiệm cần thiết để bổ sung và có thể phải lưu ý đến những cái tổn thương tiếp theo. Cũng theo bác sĩ Hùng, vì bị thương nhẹ nên Bệnh viện Bạch Mai đã cho chị Huyền xuất viện và điều trị ngoại trú. Còn bà Tiêu hiện vẫn đang tiếp tục được theo dõi tại khoa ngoại D. Bà Tiêu đã hoàn toàn tỉnh táo và nói chuyện được. Bên đây một tòa nhà, bên kia một tòa nhà, thì bà ra hết một tòa nhà nào. Tòa nhà mới xây 30 tầng, bà nghĩ rằng hay là kính nó vỡ, nó đổ. Chưa kịp thì đá nó đổ vào mình rồi. Nên là mình mới nghĩ được như thế thì là nó ập xuống. Nó đè, nó vùi vào xuống sâu đó. Còn tại Bệnh viện Việt Đức, trong số các nạn nhân bị thương được đưa vào điều trị, hiện chỉ còn hai nạn nhân được giữ lại theo dõi, trong đó có trường hợp của chị Vũ Thị Thúy Hằng, 37 tuổi, là tương đối nặng, vỡ xương chậu, tổn thương vùng bụng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, sức khỏe của chị Hằng cũng đã ổn định hơn, nhưng vẫn đang phải theo dõi chấn thương ổ bụng tại khoa cấp cứu.